bây giờ xin một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ Vũ Hà và diễn viên người mẫu Anh Thư. Đầu tiên Thư xin chào quý vị khán giả có mặt ở tại nơi đây cũng như là khán giả đang xem game show. Dạ. Chị ơi, ở nhà hồi xưa hồi nhỏ thì người ta thường nói là chị giống ba hay giống mẹ hơn ạ? Dạ sao ạ? Chưa hỏi anh, chưa cho anh chào khán giả. Bé này chào rồi, giờ phải cho anh chào trước chứ, chào tiếp chứ. Dạ, mời anh gửi lời chào đến khán giả ạ. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình cùng với các khán giả ở trường quay vô cùng xinh đẹp. Đấy, phải chào, chào như thế. Rồi hỏi gì hỏi đi. Chưa rồi chị ơi, em có cảm giác như hôm nay là tụi mình không có được an toàn cho lắm. Thì ai gặp anh cũng mệt đó chứ, đâu có phải riêng gì mình em. Chúng ta sẽ quay lại với chị Anh Thư ạ. À, chị thông cảm nha chị. Dạ bây giờ không thông cảm mình làm sao? Nét mà chị rất là yêu mến ngoại Vũ Hà đó. Ngoại luôn. Cái chương trình này là chị phải nói là thôi cho chị quay với anh Vũ Hà đi. Tại vì bình thường là chị rất là mê anh Vũ Hà, mà thấy trong mấy cái YouTube của ảnh là ai cũng gọi bằng ngoại, rất là đáng yêu. Thấy chưa? Thấy người ta thích anh chưa? Cảm ơn anh chị. Bây giờ em hỏi chị Thư lại nè. Mày hỏi đi, nãy giờ hỏi hoài có hỏi câu nào đâu. Hồi xưa là chị được nói là giống ba hơn hay giống mẹ hơn? Ngoại ơi. Giống ngoại. Giống ngoại, xưa giống ngoại. Giống ngoại đẹp chứ bộ. Nhưng mà trong nhà kìa, trong thì, nhà thì là bé Thư giống... nó giống ngoại bé Thư chứ phải có giống gì giống, giống anh giống đâu. Giống ngoại chị hả chị? Không, giống ngoại Vũ Hà. Ồ. Còn ngoại Vũ Hà hồi xưa có giống bà cố ngoại. Bà cố nội hay bà cố ngoại? Dạ. Là sao? Tức là hỏi chưa bao giờ thì... thấy một người nào mà có duyên giống như em đến giờ á. Hỏi người ta giống ai rồi tự quyết định người ta giống luôn bà cố nội và cố ngoại. À không, chỉ đưa ra những lựa chọn thôi. Lựa chọn cái gì? Gương mặt em rất là siêu thị cho nên là giống ai cũng được hết trơn á. Dạ em ơi, anh chị về lại vị trí chơi của mình ạ. Ủa sao mà đó? Tay để chào đón anh Vũ Hà và chị Anh Thư đã đến với chương trình Người Một nha. Dạ đi giùm em. Ủa chưa xong mà. Đi đi. Trước khi đến với câu hỏi vòng 1 thì chúng ta sẽ có một trò chơi khởi động nho nhỏ dành cho anh Vũ Hà và chị Anh Thư. Hồi nhỏ anh Vũ Hà sẽ có cái điểm gì không thay đổi theo thời gian trên gương mặt của anh ấy? Hồi trước giờ là chị cũng xem anh Hà từ lúc nhỏ xíu rồi. Dạ. Hình như là ngoại chưa từng giải phẫu thẩm mỹ. Đúng không? Cho nên nhan sắc hồi trước giờ thật sự luôn, này là thật lòng luôn á ngoại. Ngoại chưa bao giờ thay đổi. Không biết là ngoại có tiêm Botox không mà không thấy nếp nhăn. Botox là gì? Botox là gì thế? Con điên. Tự nhiên đi tiêm Botox làm cái gì? Này, tiêm cái đó vào nhá. Bây giờ mà khi mà tiêm được 1 năm 2 năm nó đẹp thôi, chứ 10 năm sau là cái mặt nó sẽ xuống tới đây này. Hiểu chưa? Không bao giờ tiêm. Chị rất là mê đôi môi của ngoại. Đôi môi à? Đôi môi như thế nào chị? Dạ. Nũng nịu. Đó là môi nũng nịu đó hả? Dạ, đôi môi nũng nịu. Và bây giờ xin mời những hình ảnh từ ngoại Vũ Hà. Ôi. Chị ơi, bây giờ chị đoán xem là trong 6 tấm ảnh này, tấm ảnh nào là của anh Vũ Hà? Trời ơi. Nhìn lên là tôi thấy liền luôn. Ôi. Nằm ngay trung tâm luôn đó em. Câu trả lời là C. Chốt không ạ? Chốt. Chốt đáp án C là câu trả lời của chị Anh Thư. Anh ơi, bây giờ với chị Anh Thư thì anh sẽ bám vào cái điểm nào trên gương mặt của chị Thư mà hồi nhỏ dễ tìm ra nhất? Bây giờ nó có phải trên 20 tuổi rồi mà mấy tấm hình này chỉ có 2-3 tuổi thì làm sao mà bám vào đâu hả? Nhưng mà sẽ có những đặc điểm không đổi theo thời gian. Anh ơi, em tiết lộ là em cũng chưa giải phẫu thẩm mỹ. Anh biết em từ hồi mười mấy năm, 20 năm rồi thì anh biết là em không có giải phẫu thẩm mỹ, nhưng mà bây giờ bé mấy con nó bé quá. Bé quá. Em nghĩ là bé e. Bé đúng không? Bé e. Bé e đúng không anh? Tại sao là bé e anh hả? Tại vì cái đôi môi môi mỏng hay hết. Môi mỏng mỏng mà hay. Mai em sẽ tiêm cho nó đầy lên. Không được đâu. Ủa nhưng mà bé ép cái môi có vẻ giống gì Thư hơn á.
Bé nào? Bé F á hả? Bé F. À đúng rồi, bé F có cái chắn rồ. Hồi nãy hồi nãy chụp hình chụp hoài luôn, đứng trước anh chụp cao hơn anh. Ôi em đứng ở trên cao đèn ánh sáng nó nhiều quá, cái mặt cái trái cái anh cái rồ à, xong cái chuyển xuống em ngồi đứng sau anh Hà đứng cao đi, chụp xong vẫn rồ. Chụp xong vẫn rồ. Chụp xong vẫn rồ. nên bây giờ chốt F. Đúng không ạ? Câu trả lời của chị Anh Thư là C. Rất rõ ràng đúng không ạ? Và câu trả lời của anh Vũ Hà là F. Và câu trả lời từ chương trình đó là... Yeah! Hay quá! Chị có nhớ tấm ảnh này được chụp lúc nào không chị? Lúc đó vòng bồng trên tay mà cũng có ấn tượng, tại vì chị rất là ít hình hồi lúc nhỏ, chỉ có hai tấm thôi mà còn bị mất thất lạc hết một tấm nhỏ hơn nữa. Wow. Tấm này là ngày xưa được đi đám cưới nè, là được mặc đồ đẹp thôi chứ bình thường là toàn là mặc xà lỏn thôi. Cảm ơn chị Thư rất nhiều. Còn ngoại sao? Sao? Con thấy là có giải phẫu thẩm mỹ mắt nè. Xưa sao mắt màu đó mà giờ mắt màu này? Công tắc len, trời ơi. Nghệ sĩ mà hỏi cái muốn là cái gì là được cái đó trên đó, hiểu không? Mà ngày xưa họ còn trẻ, hiểu không? Dạ. Cũng ngựa lắm chứ không có ngoan hiền như bây giờ. Cho nên là khi mà chụp hình là cũng phải là đeo công tắc len màu này màu nọ cho nó tây tây, chụp hình nó cũng thấy tây biết nào trên đó. Xin mời ngoại lựa chọn nhân vật cho mình. Bấm đại vô. Số 6. Cô bé rất là xinh. Con ơi con cười đi con. Con cực cười đã. Cười xinh quá luôn. Tóc rất là nhiều nha. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh từ nhân vật số 6. Xin mời. Thì có không có giúp gì được cho ngoại luôn á. Ôi ôi con còn chưa xong đó con đi ra phát cho đi mày xui lắm xê lá. Câu trả lời là B. Vì sao lại là B ạ? Cái lỗ mũi. Lỗ mũi như thế nào ạ? Cái lỗ mũi bây giờ con bé nó có lỗ mũi nó dài và nó thon thon rất là đẹp. Thì trong ba cái hình này thì cái hình B là thấy cái lỗ mũi đẹp nhất. Chứ còn cái bạn C thì trời ơi cái lỗ mũi ngắn hơn không được. B. Chị Thư đồng ý không chị? Chị cũng thấy ngoại chắc tinh tế hơn. À, cái mũi cũng là cái mũi dễ đặc trưng. Chị có cái lông mũi là này là thôi. Cái nét nào cũng nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ. Dạ. Mắt cũng tròn, môi cũng nhỏ nhỏ. Cho nên chị cũng nghĩ B. B là câu trả lời của ngoại Vũ Hà. Câu trả lời từ chương trình đó là... Một triệu đồng đầu tiên từ chương trình đã thuộc về ngoại Vũ Hà. Anh có thấy em thật thà ghê chưa? Cái gì? Thấy em thật thà ghê chưa? Anh tư vấn đúng cái người mà em nói luôn. Cái gì vậy trời? Anh là anh tự lựa mà. Lượt thi đấu thứ hai của ngoại Vũ Hà. Xin mời ngoại. Bạch Tiết. Anh thấy có đồng điếu nha, đồng tiền anh cái này. Chỉ để ý là cặp chân mày thôi. Cặp chân mày như thế nào anh? Dày lắm luôn á, bự là bự luôn. À, chân mày rất là sắc nét rõ ràng đúng không? Rồi. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh từ nhân vật số 1, xin mời. Lựa chọn của ngoại là B. Vì sao ạ? Vì sao à? Tôi xin tuyên bố nếu mà các bạn hoặc các em mà có tham gia chương trình này, dạ, hãy để ý những tấm hình có những thứ nó không bao giờ liên quan. Ví dụ như, nhưng đây là có sự liên quan. Ngày xưa đội một cái bông trên đầu thì ngày nay đội một cái nơ trên đầu. Đó. Còn tất cả mọi thứ không bao giờ nhận ra được. B là câu trả lời của ngoại Vũ Hà. Và câu trả lời từ chương trình đó là yeah.
Thấy chưa? Đoán có sai đâu. Đây là con của mình nha. Thấy chưa? Trời ơi là trời. Tôi đoán đúng rồi mà tôi ngửa. Tôi đi vào bên kia. Cái giọng nói. Trời ơi tôi tức quá. Sao anh? Giọng nói như thế nào ạ? Giống bố. Trời ơi người miền Trung. Trời ơi tôi nghe rõ ràng luôn mà tôi đi tôi chưa. Tôi là chơi lại. Ôi tức quá. Thấy không nói rồi. Trời ơi. Cái giọng á, cái giọng đặc trưng á của người miền Trung á. Dạ. Cái bé hồi nãy bé nói bé đang ngủ rồi bé nói có nhiều câu. Trời ơi tức quá. Ai ngờ cái chánh vô bên kia nó đi nó đánh nặng của mình. Tức quá. Nhưng mà bây giờ nè, ngoài cái giọng nói ra thì khi mà hai cha con đứng gần nhau như vậy thì anh chị có thấy cái điểm tương đồng của gương mặt hai người không ạ? Cặp mắt nhỏ nó giống bố này. Một chi tiết nhỏ nữa. Hồi nãy đó cái bé gái nhỏ đó nắm tay cái chị số 2 mà chị số 2 không cho nắm. Hả? Hai mẹ con người ta mà cầm tay mà rờm rạp không có tương tác cái gì hết trơn á. Thì ta muốn lừa anh nhưng nó thôi sắp thi đang lừa người ta mà nắm cái gì. Trời ơi anh quan sát kỹ lắm luôn. Em cứ tin lời anh ấy tại vì anh là cái người ở ngoài anh không có thi. Anh rõ lắm luôn á. Số 2 là quyết định của ngoại. Chốt. Chị sẽ chốt luôn. Chốt à. Chị Anh Thư đã chọn nhân vật số 2 không phải là thành viên của gia đình này. Nhất là cái miệng. Tại vì nếu mà số 2 mà đúng á là trà trộn thì nó dễ quá. Chỉ có số 5, số 6 thì nghi lắm luôn đó. Số 2. Chốt không ạ? Chốt. Kết quả là chốt. Thì đúng rồi.